Thưa quý vị và các bạn, từ chiều năm nay, chùa Trúc Cớt hay còn gọi là chùa Mó Neo ở ấp Hương Phụ A, xã Đà Lộc, huyện Châu Thành được nhiều Phật tử xa gần biết đến là ngôi chùa khuyến học, khuyến tài, ôm mầm tri thức với những người luôn hết lòng chăm lo cho sự nghiệp trong đời, chấp cánh ước mơ cho các em học sinh ở những vùng quê nghèo khó, có đông đồng bào dân tộc Khmer biết được con chữ và ngày một tiến xa hơn trên bậc thang tri thức. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa nhân văn tại ngôi chùa này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Món quà tri thức chùa Trúc Cớt do phóng viên Minh Thùy và Định Luật thực hiện. Hơn 8 năm qua, bắt đầu từ năm 2012 đến nay, nhiều em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở trên địa bàn các xã Đa Lộc, Mỹ Chánh, Phước Hảo, huyện Châu Thành được tiếp thêm kỳ lực nhờ chào suất học bổng hỗ trợ dụng cụ học tập từ các vị sư và ban khuyến học chùa Trúc Cớt xã Đa Lộc. Hoàn cảnh cháu Thạch Thị Thanh Thảo, học sinh lớp 4 trường tiểu học Đa Lộc B, xã Đa Lộc là một minh chứng cụ thể. Ba cháu Thảo là anh Thạch Đời chia sẻ, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cả nhà gồm 5 người, sống trong một ngôi nhà nhỏ hẹp, vách lá xiêu dẹo qua nhiều mùa mưa nắng. Vợ chồng anh Thạch Đời đều là lao động phổ thông, ai thuê gì làm nấy. Công việc chính của cả hai vợ chồng là phụ hộ công trình và làm lúa thuê theo mùa vụ, nhưng công việc không ổn định. Đồng lương kiếm được cũng bấp bênh nên kinh tế khá chật vật. Tuy vậy, vợ chồng anh Đời luôn cố gắng lo cho con gái biết được cái chữ với mong muốn tương lai cháu Thảo sẽ sáng lạng hơn. Dù hoàn cảnh gia đình còn chịu thiếu thốn, nhưng điều đáng mừng là năm học nào cháu Thanh Thảo cũng đạt thành tích cao nên được nhà trường khen thưởng và được nhận học bổng hỗ trợ dụng cụ học tập mỗi năm từ ban khuyến học chùa Trúc Cớt, xã Đa Lộc. Mỗi ngày thì cũng đi mặn hồ mỗi ngày, không có ở nhà nữa. Tại vì nhà không có ruộng, không có đất gì, đi mặn hồ không à. Rồi lo cho hai đứa đi học mà. Không riêng anh Thạch Đời, rất nhiều gia đình khó khăn có con em đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại huyện Châu Thành được nhận sự hỗ trợ từ ban khuyến học của chùa Trúc Cớt như viết, thước, tập sách, xe đạp, quần áo. Dạ, hiện tại gia đình khó khăn, nhà chùa hỗ trợ tiền á, thì tôi cũng cảm ơn nhà chùa lấy tiền đó để mua sách vở cho con đi học. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đa Lộc, kể từ năm 2012, ban khuyến học chùa Trúc Cớt ra đời trên tinh thần tự nguyện của các vị Phật tử. Hình thức hoạt động là hàng tháng, Phật tử đi chùa vào ngày mùng 8, ngày rằm, 23 và 30 âm lịch. Mỗi lần đến chùa thì Phật tử sẽ đóng góp tiền vào thùng từ thiện để ban khuyến học trích quỹ chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương và những vùng quê nghèo còn khó khăn trong huyện Châu Thành. Qua thời gian dài hoạt động, quỹ khuyến học của chùa Trúc Cớt đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, giảm bớt phần nào chi phí học tập cho hơn 500 em học sinh vùng sâu, vùng xa còn khó khăn về vật chất. Tổng số tiền ban khuyến học chùa vận động Phật tử xa gần chăm lo cho công tác khuyến học khuyến tài của chùa trong 8 năm nay là trên 300 triệu đồng. Quỹ khuyến học chùa Trúc Cớt thì là cũng sư cả và cùng ban quản trị chùa cũng thành lập lâu năm rồi. Ý nghĩa là để giúp đỡ cho con em mình học hành nghèo mà cố gắng học với ông sư mà học tiếng Bali. Cũng cái đó là giúp cho ông sư có việc mà học tập cho tiến bộ, hay là từ lớp 1 đến như là ba ly á. Con em mình thì gia đình nghèo mà hiếu học, thì cái đó là phụ mấy em, không có là không có nói là người Kinh hay là người Khmer, đó là giúp toàn bộ là con cháu mình học hành. Hòa thượng Kim Thon, sư cả trụ trì chùa Trúc Cớt, xã Đa Lộc cho biết, công tác vận động các vị Phật tử được nhà chùa và ban khuyến học chùa đặc biệt quan tâm thực hiện nhằm tạo mọi điều kiện giúp đỡ các em học sinh nghèo. Theo Hòa thượng Kim Thon, trên con đường hành đạo giúp đời, nhà chùa quan niệm cho gạo cho tiền không bằng cho các em tri thức vào đời. Bởi vì có tri thức thì các em sẽ nhìn nhận cuộc sống sâu trọng hơn, tương lai các em sẽ tươi sáng hơn. Trao đổi cho chúng tôi về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc chăm lo sự nghiệp trồng cây, đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài để ôm mầm tri thức tại chùa Trúc Cớt. Hòa thượng Kim Thon chia sẻ, bản thân hòa thượng học tập ở Bác Hồ rất nhiều điều ý nghĩa,
Trong đó, tâm đắc nhất là tinh thần phục vụ nhân dân, cụ thể là chăm lo cái chữ, truyền đạt kiến thức, lẽ phải, điều hay ở đời cho Phật tử, để mọi người được nâng cao kiến thức về phong tục, tập quán, văn hóa dân tộc mình, để trở nên người hữu ích trong xã hội. Bởi đây cũng là điều cốt lõi trong việc hành đạo giúp đời, phụng sự chúng sanh của nhà Phật. Chính vì thế mà nhiều năm qua, Hòa Thượng Kim Thon luôn khuyên bảo và tổ chức cho các Phật tử, nhiều bà con Khmer ở địa phương làm việc thiện giúp đỡ người nghèo, tự học tập, trao dồi tri thức để tự hoàn thiện bản thân và hướng đến những giá trị thiện lành. Đạo Phật khuyên con người hướng thiện, thực hành chân ái, và Bác Hồ của chúng ta cũng dạy rằng hãy tự nguyện làm việc tốt, yêu thương và giúp đỡ tất cả mọi người. Việc gì có lợi cho dân, hãy hết sức làm. Việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Riêng bản thân Hòa Thượng Kim Thon luôn tự nhắc nhở chính mình và nhắc nhở đồng bào Phật tử xa gần phải thường xuyên học tập, rèn luyện, sống tốt và noi theo gương Bác. Ông Thạch Diên, trưởng ban khuyến học chùa Trúc Cớt, đồng thời cũng là một người có uy tín, nhận được sự tín nhiệm của người dân dùng đồng bào dân tộc Khmer xã Đà Lộc, huyện Châu Thành cho biết. Việc thu quỹ khuyến học tại chùa diễn ra công khai, minh bạch và tự nguyện, tùy vào tấm lòng của Phật tử. Mỗi năm, ban khuyến học chùa Trúc Cớt đã vận động Phật tử đóng góp trên 40 triệu đồng hỗ trợ quá trình học tập cho các em học sinh nghèo. Qua đây nhằm tạo động lực và tiếp thêm niềm tin, ý chí để các em vững bước đến trường. Ban khuyến học của chùa với sư cả kết hợp nhau để bàn bạc trao đổi rồi tặng quà cho các em nghèo mà hiếu học á, thì đến ngày khai giảng thì đưa vào cái 4 điểm trường trong xã Đà Lộc, mà cái riêng của xã Mỹ Chánh rồi cũng có một phần của trường cái Thanh Nguyên. Thì theo Bác thì 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người á, thì theo cái ban khuyến học á, thì muốn được cho con em học đến nơi đến chốn, để sau này thì thành con người giúp ích lợi cho xã hội. Bà Dương Thị Thúy Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đà Lộc cho biết, Đà Lộc là xã thuần đông với gần 80% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và mua bán nhỏ, nên đời sống còn gặp khá nhiều khó khăn. Chính vì thế, sự ra đời của mô hình khuyến học và hoạt động chăm lo giáo dục khuyến học khuyến tài tại chùa Trúc Cớt chắp cánh ước mơ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn biết được con chữ và ngày một tiến xa hơn trên bậc thang tri thức là một nghĩa cử rất đáng được biểu dương và trân trọng. Để thực hiện cái mô hình khuyến học tại chùa thì chùa Trúc Cớt đã thực hiện cái mô hình này để nhận đỡ đầu cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh hộ cận nghèo khó khăn ở các điểm trường trên địa bàn xã. Thì bằng cái mô hình này thì chùa đã vận động những Phật tử thường xuyên đi chùa vào ngày rằm, ngày mùng 8 và 23-30 tại chùa để có cái vận động những cái Phật tử này bỏ vào cái thùng heo đất của xã của đặt tại chùa. Thì cuối năm chùa sẽ tổng kết lại bằng cách là khui cái quỹ này ra để từ đó rồi lấy danh sách từ các điểm trường mà có cái các em học sinh theo học có hoàn cảnh khó khăn để có cái hỗ trợ trực tiếp cho những em này. Bà Dương Thị Thúy Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã chia sẻ thêm, với hiệu quả thiết thực mà mô hình khuyến học chùa Trúc Cớt mang lại, Ủy ban Nhân dân xã Đà Lộc sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các đơn vị trường học, đoàn thể và các chi hội khuyến học trên địa bàn toàn xã. Mục tiêu là tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể là phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, sẻ chia, tiếp thêm niềm tin, giúp các em học sinh hiếu học, nghèo khó có động lực vững bước đến trường. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào thực tiễn cuộc sống. Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Truyền hình Đài Chinh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.